đúng rồi. Thành quả đây. Lúc mình viết cái là nó cứa cứa trên phía dưới. À, nó như vậy là ăn mình kích thích cho nó ra rễ nữa. Cái thứ hai nó là mình nữa mình vẽ nó dễ. Là cái bụi này là không phải là bứng mấy mục rồi nè đó. Mình bứng cái gì bây giờ nó u u nên nó vài bữa nó lên măng nữa nè. Bên đây một cái nè. Bỏ bứng đây một. Bây giờ bứng được không? Cả nhà thấy non chưa? Anh lên chị ơi. Rồi. Chúc thành công nha, có gì sau này kêu qua lớn chưa? Đã rồi không? À. Có chỉ một quả chè tre một nha. Đó đầu tiên Tuấn Cần Thơ quay lóc 2 xin gửi đến cả nhà thân thương lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi chân tình và lời chào trân trọng nhất. Thì bữa nay cũng là ngày 11 tháng 2 rồi cả nhà. Thì năm 2024 năm Giáp Thìn thì Tuấn bữa nay cũng đi ra những vườn tre tứ quý của Tuấn để bẻ những tre giao cho khách hàng. Bữa nay thì giao có cũng khoảng 40-50 nhánh vậy đó. Thì sẵn đây mình quay clip để làm kỷ niệm luôn. Ơi rồi mời cả nhà cùng bẻ tre với Tuấn nha. Có hai em ở bánh tre rồi quay đẹp trai luôn. Chào cả nhà nha. Thôi chào cả nhà. À. Cái tháng nắng này nói chung là chiết rất là khó ra rễ cả nhà, mà Tuấn chiết ra rễ cả nhà thấy là bao rễ luôn á. Cái nhánh là nhánh dưới đất nè. Đó còn nói gì măng cả nhà thấy là những này nó lú lú lên lên chân nè ha. Bộ này lên 3-4 mục luôn á. Ở trên này nó ra, trên này nó ra nè. Đẩy lên như đẩy xuống, ừ đúng rồi. Bẻ xuống, mạnh xuống, đẩy xuống. Ừ. À đúng rồi. Thành quả đây. Lúc mình viết cái là nó cứa cứa trên phía dưới á. À, nó như vậy là ăn mình kích thích cho nó ra rễ nữa. Cái thứ hai nó là mình nữa mình vẽ nó dễ. Là cái bụi này là không phải là bứng mấy mục rồi nè đó. Mình bứng cái gì bây giờ nó u u nên nó vài bữa nó lên măng nữa nè. Bên đây một cái nè. Bỏ bứng đây một. Bây giờ bứng được không? Cả nhà thấy non chưa? Mình nhốt luôn. Lên đây, lên đây, lên đây. Rồi đi dài dài. Có bộ rễ này nếu như gì mình không phần không cuốc cái đụng dưới đây ha. Là tưới nước nó chạc ngoài cho đạt ngoài cho cái khô gan cái mình tính khô, nó khô. Nó không có lên được. À mình tính nó ướt rồi đó, có cuộc là nó vậy nó thất bại vụ nữa, nó không lên măng là gì đó, nhiều bà con mình cũng sai lầm vô đó. Nhất là hai tứ bét á, tứ ba cái bét quá gì nè, cái đầu mình đẩy lá nhóc trên cái mình tính là gì nè nó đủ nước rồi. Anh xuống được đó. Giờ lên lên bẻ nào. Giờ mình bẻ này nha. Nó rất là dễ lắm nè, cái ruộng mình không có mình đặt mạnh điểm để mà. Thấy không? Thế mình mới đầu mình còn ngại ngại cái tay á. Chưa quen. Ờ đúng rồi, chưa quen tay. Thành khó. Chỉ có nhánh thì mình cắt nó cũng chưa có hái không á. Mình cắt nó chưa cái giờ nó còn. Thấy không? Bởi vì mình cũng chia sẻ cho bà con thiệt tình luôn, lúc mình cũng thử đó. À, anh cuốc lần đầu tiên cuốc ngoài gì nè, đầu nó không lên măng.
Rồi lần hai anh có cút cái gì mà anh cút chưa sát không có đạt cái bờ bên kia anh mới là khao anh biết là anh cút chắc luôn. Bây giờ mang lên nhiều hơn bên này luôn. Nó to với nó. Nó trắng là nó không tính. Mình nó ủa cái chiếu bỏ lên nhắn bự bự. Thôi mét nữa. Mình thấy bằng tay á. Dưới đây kẹp ba cái thang cục ngang đây là đứng đúng rồi, cái nào cao thì lấy thang dài còn đúng rồi, cái thang nãy nó đưa lên đây thuốc này nào cũng được hết cao. Không coi thì chịu không được. Ờ, chịu nổi. Rồi, dạch coi vậy đó. Lú, kinh nghiệm và tay nghề. Ờ, làm anh phải đẩy ra. Nói chung phải đẩy cỏ đó. Rồi, cái này để nó mới. Ừ. Đó. Hồi đó ở đây anh Trọng này nó cũng tốt lắm, nó mau lắm, bị gì mình thương đó nha. Thứ đó, đẩy cỏ đó. Cả nhà thấy cái tre này nó ra chưa có mà đủ lá nữa đó, mà bây giờ là dưới này là măng nó lên rồi nè. Đó, cả nhà thấy không? Nè. Nó hai một măng ế vú luôn rồi, thấy chưa? Đó, rất là đã đời luôn. Để đi quay dài dài cho cả nhà mình xem. Đó, bây giờ đang chuẩn bị bó nè. Nhấp chức chuyên nghiệp luôn. Đó. Trời, chuyên trồng qua kiển mà nhấp qua là muốn cần gì mà cả nhà mình liên hệ với e với mà văn nha. Đó, bây giờ cả nhà thấy là măng nó lên nè. Được chưa? Nãy giờ bẻ cũng ra mồ hôi thì giờ bẻ sẵn đây quay những măng cho cả nhà mình xem. Đó. Măng này bự lắm cả nhà. Đó, đây chưa? Ý vô chưa? Đó, nè, đây chưa? Dài, dài, dài. Không có thời gian nữa. Giờ nhắc chuẩn bị rồi, bó vô này cả nhà. Đó. Đúng rồi. Bây giờ thấy măng lên mê chưa? À. Nhà
nè, thấy nó lú 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 mình thấy đã đời không nè. Cái gì nó cũng vậy cho mình làm cái là bởi vì cái tự rút kinh nghiệm mà đó, làm gì mà thấy nó không kết quả là anh làm là anh sửa là liền. Đầu tiên thấy ta trồng mai, mai cũng phải búng cây mai vô gì đó, búng vô để nguyên tài nha, rồi đem vô để trồng tưới nước, tưới nước trà, tưới nước quả hào vô. Nó gì con kêu là khác thầy rồi, nó chết thu thu thì gì nè, nó tham mấy rồi nó muốn kêu mà nó bó cái bó nó muốn trồng nhánh làm đó gì mà nó bó đâu trồng luôn hết lâu mới làm còn. Ngứa nãy giờ mình gắng chịu chứ sao dám la. Y chang như gặp buông ngứa không dám la. Mấy cái này nó như nè, nè. Lăn qua coi nó để đĩa rồi dạ cho nó còn cái nào đó giữ luôn. Đây đi. Đây. Cái mình rửa sơ qua cái đầu là mình bỏ vô mình nấu luôn à. Em sắt rồi rồi cái đầu mình để vô cái thau ngâm cái để miếng muối vô. Cái hồi mình dắt cái rồi đó mình lại để vô mình mà nấu. Nấu anh em đi nào nghe ngọt lại hết đắng cái đầu rồi nó chín rồi. Cứ ngồi ra làm sao ra cho anh cái lái được. Rồi được rồi. Ê, có điện thoại được. Được. Để không? Không, để họ nó mệt. Ờ, cắn nó mệt. Rồi, không có. Để gì nhà, không gọi gì.
Cầm về luôn chị ơi. Chúc thành công nha, có gì sau này kêu quay YouTube quay cho. Cầm về luôn chị ơi. Ngày 11 tháng 2 đó cả nhà, năm 2024 thì Tuấn cũng bẻ là 40 chiếc tre để giao cho em nha, hai em ở Bến Tre. Đó thì bây giờ cũng tiễn lên xe về rồi, thì nói chung bây giờ cả nhà thấy cái video của Tuấn là vừa bẻ nhánh tre mà vừa quay măng tre, vừa đứng măng tre, nói chung là cái tre của Tuấn thì lúc nào cũng có măng. Cả nhà thấy là bốn mùa đó là măng lai gai hoài, mà hiện tại bây giờ thì măng nó đang lên nhiều đó. Thì chiếc nhánh bán nhánh rồi là Tuấn cũng chiếc hoài luôn, chứ không có lợi là mùa mưa mùa nắng gì trên. Cả nhà thấy video hay nhớ cho Tuấn một lượt subscribe, một like, đã có động lực làm những video lần sau. Còn bây giờ Tuấn xin chào, hẹn gặp lại cả nhà ơi. Bye bye.